Sinh con trong thời đại dịch COVID-19. Một cô mụ muốn bạn biết những gì về việc sinh con trong thời đại dịch. Nhiều sự kiện lớn trong cuộc đời đã phải tạm ngưng vì đại dịch coronavirus, đám cưới, sinh nhật, thậm chí là đám tang. Nhưng có một điều không thể hoãn được, đó là sanh con. Chỉ sanh con thôi, cũng đã đủ căng thẳng rồi, huống chi với hệ thống chăm sóc sức khỏe đã quá tải như bây giờ. Vì vậy, có thể hiểu được sự lo lắng về việc sinh con hiện ở mức cao nhất cho các bà mẹ. Với những lo sợ về việc nhiễm virus, lo ngại về tình trạng bệnh viện quá tải, cộng thêm những hạn chế về số người có thể ở với bạn trong phòng sinh, hầu hết các bệnh viện đều giới hạn chỉ được một người vào. Ngày càng nhiều người Canada đang cân nhắc việc sinh tại gia. Thí dụ như ở BC, cô mụ là người có thể giúp sinh tại nhà hoặc tại bệnh viện đã cho biết yêu cầu được sinh tại nhà đã tăng lên tới 50%. Để tìm hiểu thêm về việc sanh con giữa sự bùng phát COVID-19, chúng tôi đã nói chuyện với một cô mụ ở Hamilton, Ontario vào một trong những ngày đầu được nghỉ ở nhà sau khi đã làm việc suốt 3 tuần liên tiếp. Cô nói rằng cô mụ là một dịch vụ thiết yếu. Nếu càng ngày càng có nhiều cha mẹ quyết định sinh con ngoài bệnh viện, họ có thể không theo kịp nhu cầu. Công việc của cô đã thay đổi như thế nào kể từ khi đại dịch bắt đầu? Tôi làm việc ở một phòng khám với một nhóm nữ hộ sinh. Trước khi xảy ra đại dịch, chúng tôi sẽ gặp các sản phụ của mình trong một phòng khám cứ 4 tuần một lần trong 28 tuần đầu tiên của thai kỳ. Sau đó, từ 28 đến 36 tuần sẽ gặp họ cách tuần, rồi mỗi tuần cho đến khi họ sinh nở. Sau khi sanh, chúng tôi sẽ đến nhà thăm khoảng 2 tuần. Bây giờ, cuộc hẹn ban đầu là qua điện thoại. 6 tuần sau, chúng tôi sẽ gặp các sản phụ trong phòng khám, nhưng họ phải đợi trong xe họ vì chúng tôi đã đóng cửa phòng đợi. Khi đến giờ hẹn, chúng tôi gọi qua điện thoại di động và tất cả việc làm hẹn đều qua điện thoại từ bãi đậu xe. Sau khi mời họ vào phòng khám, họ không ngồi ở phòng chờ nữa mà đi thẳng vào phòng để chúng tôi khám nghiệm, đo huyết áp, lắng nghe em bé và đo lường sự phát triển của em bé. Từ lúc vào cho đến khi ra mất khoảng từ 3 đến 5 phút sau khi sinh, chúng tôi không còn làm bất kỳ chuyến viếng thăm nào nếu không cần thiết. Hiện tại có một số giới hạn đặc biệt, thân nhân, gia đình không thể đến thăm. Các sản phụ có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh cao hơn vì họ không có sự hỗ trợ của gia đình. Các tổ chức làm việc sinh con tại gia trong khi giữ khoảng cách xã hội thế nào? Mặc nguyên bộ PPE, thiết bị bảo vệ cá nhân là cách tốt nhất. Do vậy, chúng tôi mặc đồ tẩy trùng hoặc châm sút bảo vệ, mũ và mặt nạ dùng cho việc sinh nở thực sự trong khi thực tập. Trong phần chuyển dạ, người mẹ thậm chí có thể ở phía bên kia của căn phòng. Chúng tôi khuyến khích và huấn luyện các sản phụ dùng tín hiệu bằng lời nói. Huấn luyện chính mà chúng tôi cần biết là đo các mạch và thỉnh thoảng lắng nghe em bé. Tất nhiên, khi sinh con thực sự thì không thể thực hành giữ khoảng cách xã hội. Bạn phải thực sự ở đó. Nhưng chúng tôi không sinh con tại gia cho những người có triệu chứng bệnh hoặc những người có bạn sống chung có triệu chứng. Hy vọng môi trường mà chúng tôi hiện diện có rủi ro rất thấp. Có sản phụ nào của cô bị COVID-19 không? Không, ai trong số các sản phụ của tôi có bệnh. Nhưng trong nhóm của tôi, có một bà mẹ và em bé sau khi sinh xét nghiệm dương tính và một người hiện đang mang thai có xét nghiệm dương tính. Điều gì xảy ra trong những trường hợp đó? Em bé có kết quả xét nghiệm dương tính được kiểm nghiệm tại bệnh viện và gửi về nhà. Cha mẹ được yêu cầu theo dõi các triệu chứng. Sản phụ đang mang thai thì liên lạc với Sở Y tế Công cộng và được thông qua tương tự như một người không mang thai. Sản phụ có đủ tiêu chuẩn cho thử nghiệm được phát hiện dương tính sẽ cho về nhà để theo dõi các triệu chứng. Nó không thực sự
ảnh hưởng gì đến sự chăm sóc cho cô ta. Theo chúng tôi biết, tại thời điểm này, bị nhiễm bệnh trong thời kỳ mang thai không có ảnh hưởng tiêu cực gì đến thai nhi. Theo cô thấy, thì coronavirus có ảnh hưởng đến công việc của cô trong dài hạn như thế nào? Nếu đại dịch này tiếp tục kéo dài hơn một vài tháng và người ta sẽ thích sinh tại nhà, bởi vì thực sự chỉ có chúng tôi là những người duy nhất có thể giúp cho họ sinh an toàn. Chúng tôi có thể không đáp ứng hết các nhu cầu đó, đồng thời cũng không biết những gì sắp tới. Chúng tôi thậm chí không thể giúp sinh con tại gia, như vì không có đủ cô mụ hay chỉ là một khuyến cáo từ các bệnh viện là không nên. Hiện tại họ hơi lo việc các cô mụ ra vào bệnh viện khi biết rằng chúng tôi đã đến nhà các sản phụ. Ngoài ra, theo chú dẫn, nếu chúng tôi thấy nhiều sản phụ đã thử nghiệm có dương tính với COVID-19, thì phải giao lại sự chăm sóc cho các bác sĩ chuyên khoa hộ sản OB hay GYN. Cô muốn phụ nữ mang thai biết những gì? Cố gắng giữ bình tĩnh và ổn định khi đối mặt với sự không chắc chắn này. Chúng tôi biết rằng căng thẳng và lo lắng có thể có tác động xấu đến thời kỳ mang thai hơn so với virus. Vì vậy, giữ gìn sức khỏe tâm thần rất quan trọng. Để nhận được thông tin, phải tránh xa các diễn đàn, các phương tiện truyền thông xã hội, nên vào CDC và Tổ chức Y tế Thế giới để biết thông tin. Cô có lo lắng về việc bị nhiễm virus? Chắc chắn điều này luôn ở trong tâm trí tôi và gây lo lắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là bị nhiễm virus mà không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ và không biết tôi đã mắc bệnh, và sau đó lây lan sang một trong những người dễ bị tổn thương hơn, cho dù đó là con tôi hay mẹ tôi. Làm thế nào cô đối phó với sự căng thẳng? Tôi thực sự may mắn được làm việc chung với các cô mụ. Chúng tôi tất cả đều có những mối quan hệ thực sự tuyệt vời, và chúng tôi có thể nương dựa vào nhau. Tôi có quan hệ bạn bè và gia đình tuyệt vời. Tôi đang tập yoga tại nhà và cố gắng ra ngoài và chăm sóc bản thân. Tôi tham dự qua mạng với bác sĩ trị liệu của tôi, điều mà tôi thấy rất hữu ích. Trường đại học và hiệp hội nữ hộ sinh của chúng tôi bây giờ cũng đang hỗ trợ thêm cho nhân viên tuyến đầu, như có nhân viên xã hội và cố vấn qua mạng. Có giây phút đặc biệt nào trong một lần sinh trong tháng vừa qua nhắc nhở cô tại sao cô làm điều này? Tôi cảm thấy như thế mỗi ngày với mỗi lần sinh. Có một sản phụ mà tôi đã đỡ trước đây, và lần này vào tuần trước, cô ta có dự định sinh con tại nhà, và thật đặc biệt lúc cả gia đình đang bao quanh cô, thình lình em bé chào đời, và đó là khoảnh khắc hưng phấn và vui tươi. Khó có thể diễn tả được cảm giác như thế nào khi dự phần trong một ca sinh nở và tiếp đón một sanh linh mới chào đời. Những điều đó đã giúp tôi vượt qua. Và bây giờ mỗi ngày trong phòng khám, có những sản phụ đến với nỗi lo căng thẳng về đại dịch. Tôi chỉ lắng nghe họ nói và cho họ một chỗ dựa an toàn. Để rồi thấy vai họ chùng xuống, họ chắc chắn thấy nhẹ nhàng khi ra về. Tôi cảm thấy công việc của tôi rất quan trọng và đây là thời điểm không thể thiếu để trở thành một cô mụ hiệu quả. Thời báo xin nhắc nhở quý thính giả ở nhà để cứu mình, cứu người và giữ khoảng cách xã hội 2 mét khi phải ra ngoài công cộng.